mình xuất lên giùm cho em. Thì cái chai hôm nay nó màu đen của chị nha, em đang sử dụng chai này đó, màu đen và tính chất là than tre cũng như là bùng núi lửa như chị nha, than tre và bùng núi lửa. Mình xức lên giùm cho em, mình xức lên vai giùm cho em, mình xoa đều để chừng 15-20 phút. 15-20 phút riêng em không có thời gian thì em sẽ đây, hai tay hiện tại đang bằng nhau chị nha, hai tay bằng nhau. Bây giờ test thử cho chị coi cái tác dụng của nó như gì nha. Đây là tắm trắng một bước nha cả nhà ơi, và cực kỳ hiệu quả, cực kỳ trắng luôn cả nhà ơi. Tắm trắng một bước thôi, nghĩa là chúng ta sử dụng một bước thôi là sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Để chừng 15 phút, chừng 15 thì những cái tinh chất than tre nó sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta và làm da ta bật tông và trắng sáng cực kỳ luôn. Và một điều đặc biệt là quý vị yên tâm, ở bên đây có giấy công nhận, giấy nè, nè đó, giấy Bộ Y tế rồi nè. Mày chắc ông bán đây. Giấy của Sở Y tế như gì nha, nếu mà phát hiện trong đây có chì nè, chất mà làm hại da nè, là bên công ty bên em sẽ điền quý vị 100 triệu liền nha mọi người nha, 100 triệu liền, 100 triệu Sở Y tế đầu, giống giám đốc đâu. Rồi chưa, đẹp không? Đây, hai tay hiện tại nó rất đen như nhau đây, mình tẩy nó giùm cho em. Dạ 490k, ok chị như ý, Nguyễn một chai luôn nè. Rồi chị em nào mua để số điện thoại chị Lâm, mình lấy cái gì mình kỳ vậy dạ. Nha. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại nha. Thôi, quý chị ơi, đây một trời một vật, một màu đen đen, trắng thêm vàng vàng, mình kỳ để giùm cho Lâm nha chị nha, mình kỳ để giùm cho Lâm, bởi những cái này nó hơi đen đen, nó bám vô cái móng tay chúng ta nha chị nha. Cực kỳ trắng luôn. Cực kỳ trắng luôn chị, thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ. Đây là tắm trắng một bước và không hề ăn nắng nha chị Nguyễn Tình ơi. Bà chị Mai Trang ơi, 490k một chai cho chị nha, đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà. Dạ, sản phẩm của Hàn Quốc như vậy nha, chính vì nó có giá hơn cao một xíu, hơn hàng Việt Nam của chúng ta như vậy nha. Mọi người mua bây giờ để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả đây. Quý vị coi, bàn tay em xòe ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng hồng anh, bàn tay trắng nõn là như một con gà mổng đỏ luôn. Đúng rồi chị Phương Nguyên ơi, trắng bật tông lì nó thì luôn, đây là sản phẩm Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Đây là có giấy công nhận và công bố sản phẩm luôn. Đây, đây anh Kỳ hơi mạnh, hơi đỏ nè. Quý vị ơi, cười nhẹ, kỳ nhẹ nhẹ giùm cho em nếu gì nha, kỳ nhẹ nhẹ thôi. Chị Thiên Như ơi, để lại số điện thoại giùm em. Dạ 490.000 nếu gì nha, sản phẩm skin đây. Trời ơi, con nó trắng quá nè mẹ má ơi. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. Cái sản phẩm này em like một lần rồi nhau gì nha đây. Quý vị coi hai bàn tay nó khác biệt rõ ràng quý vị. Nhưng mà dạ, em Kỳ hơi đỏ đây. Quá trời luôn, ok, cả nhà muốn tư vấn đây là số điện thoại giùm em. Ok chị Trinh Huỳnh, ok chị Trúc Lê Phương. Hoặc là ai muốn làm chi nhánh nha. Ai muốn làm chi nhánh thì liên hệ Tăng Thiên Kim thì 15 trời. Dạ ok chị Thắm Mai, cả nhà ơi đây là cái sản phẩm Hàn Quốc. Ok chị Nguyễn Kim Dung một combo luôn. Cả nhà ơi mình mua 3 chai sẽ được tặng một chai cho cả nhà ơi. Quá ôi quá trời luôn cả nhà. Mua 3 chai sẽ được tặng một chai, nhanh tay lại chân mua giùm cho em 3 chai để dành cái gì ơi. Nhanh cơ hội ngày hôm nay có 3 chai. Cả nhà ơi, cái chai nó lớn như thế này thì mình sử dụng chắc cũng phải được 2 tháng nha mấy chị nha. Nếu như ngày nào cũng sử dụng nha cả nhà ơi. Là cái chai nó bự chà bá lửa như thế này là sản phẩm nó hơi đen anh Kỳ ra xíu, anh Kỳ ra xíu. Cực kỳ trắng luôn. Dạ đây là tắm trắng than tre nha mấy chị nha. Ok chị Kim Ngọc đây, tắm nha. Trắng than tre bằng bùn núi lửa gì nha. Skin Asia là đây, body skin là cái dòng chữ Hàn Quốc như vậy nha. Trắng một lần sau khi sử dụng, chị em nào mua thì bây giờ để sử dụng giùm cho em như vậy nha. Và cái hộp nó cực kỳ đẹp